màu nhỏ, và đây là hộp màu to. Ô, nhưng mà Anna ơi, em đã vẽ được cái gì chưa? Em biết vẽ rồi. Em biết vẽ cái gì? Em biết vẽ Hello Kitty ở chỗ này ơi. Các bạn ơi, hôm nay Phượng cũng sẽ vẽ một nhân vật rất nổi tiếng. Chính là Nobita. Nobita. Wow. Chúng mình sẽ vẽ nhá. Và tí nữa chúng ta vẽ xong thì chúng ta sẽ tô màu vào cho nó đẹp nhá. Rất là nhiều tò. Đây chúng ta sẽ vẽ Octopus đầu tiên nhá. Và đang rưng rưng nước mắt này các bạn này. Các bạn có nhận ra không? Đằng sau Nobita chính là cái bảng ở lớp học này. Đây là bàn của giáo viên này. Vậy là Nobita vừa bị phạt ư? Hay là bị nhận điểm kém nhỉ các bạn nhỉ? À đúng rồi, đây là dãy số được ghi ở trên bảng đấy. Với bạn là sai hết. À, thế là bạn ấy làm sai. Với chạy em và sư quân mắng bạn ấy ấy. Ồ, tội nghiệp cho bạn Nobita thế nhỉ? Thế chúng ta nói gì với Nobita nhỉ? Nobita lần sau sẽ làm sao? Cố gắng. Đúng rồi, lần sau Nobita sẽ cố gắng hơn nữa nha. Các bạn thấy hình Nobita và hình Hello Kitty của Anna có đẹp không? Các bạn hãy để lại một like bên dưới nha. Các bạn nhớ là chia sẻ cho mình nhé. Bạn nhớ đăng ký kênh Anna Cuội để xem nhiều video hay mới. Xin chào và hẹn gặp lại.